Xin chào bà con và các bạn. Thì tiếp theo thì cái clip trước của anh Việt nói về sản phẩm hỗ trợ bà con, thì cái sản phẩm Quick Save Gold, thì hôm nay tôi sẽ nói thêm rõ hơn về cái thành phần của sản phẩm để chúng ta hiểu về cái sản phẩm và cái cách công dụng, mở rộng thêm cái cách công dụng của sản phẩm. Đây, như nhận diện sản phẩm thì như quý bà con thấy là chúng ta có cái mã số tiếp nhận. Cái mã số này là thay thế cái giấy phép của Tổng cục Thủy sản hồi xưa. Đối với năm 2020 thì người ta dùng cái mã số tiếp nhận, và cái đó được điều kiện cần và điều kiện đủ để cái sản phẩm được lưu thông trên thị trường, thì chúng ta phải có cái giấy hợp chuẩn hợp quy, cái giấy như thế này. Thì bên cạnh đó thì quản lý về nội bộ công ty thì chúng tôi có các cái mã vạch để chúng ta có thể dùng cái điện thoại để quét lên để truy cập cái sản phẩm về trang website của Thằng Vương, cũng như để chứng nhận là xuất xứ sản phẩm. Và bên cạnh đó thì chúng theo tôi thì có cái logo Jimby. Cái đây là logo mẫu cũ, mẫu mới chúng tôi có logo nhận diện to hơn để nhận diện của công ty. Đấy. Còn đối với sản phẩm này á, thì cái sản phẩm này rất là giá trị. Chúng tôi áp dụng sản phẩm này, một sản phẩm có thương hiệu nhiều năm của công ty, đâu đó phải 6-7 năm rồi. Đấy, thì cái sản phẩm này thì nó cái hiệu quả nó mang lại rất là tốt so với những dòng khoáng hiện nay. Ở đây là chúng tôi dùng 100% là hữu cơ. Đó, và sản xuất trên hệ dinh dưỡng. Có nghĩa là không chỉ mang lại cái giá trị khoáng mà nó mang lại giá trị dinh dưỡng. Do đó là ngoài bổ sung khoáng thì nó sẽ tăng trọng rất là tốt. Đặc biệt ở đây là có một cái hệ silen hữu cơ trong này nữa, không đơn giản là khoáng. Như chúng ta đã biết là những cái hàng phần khoáng hấp thu cao cộng với hệ silen hữu cơ, thì trong trường hợp điều trị cái bệnh đục cơ cong thân, hỗ trợ bệnh đục cơ cong thân, thì sản phẩm này là một sản phẩm chủ lực kết hợp với cái mid mineral, là bộ sản phẩm tuyệt vời để giảm ảnh hưởng của những con tôm bị đục cơ cong thân, không phải bị bệnh virus, thì nó rất là hiệu quả đối với con sú, con thẻ, hoặc là trong giai đoạn ươm dèo. Đối với trong ươm dèo, chúng ta có thể tạt cái sản phẩm này trước khi ươm dèo và giai đoạn tăng trọng, sản phẩm nó rất tuyệt vời. Chúng ta có thể dùng quy cách lớn hơn 5 lít để được cái giá thành tối ưu hơn. Đấy là một bộ sản phẩm hiện nay thì hỗ trợ bà con, thì chúng tôi hỗ trợ cái loại 1 lít. Đấy. Thì với cái mùi rất là thơm, nên là kích thích tôm bắt mồi rất là tốt. 100% là hữu cơ, sản xuất trên nền dinh dưỡng, nên cái quy trình sản xuất và vệ sinh nó rất là khắt khe. Nếu mà không kiểm soát tốt thì sản phẩm nó, tại vì như chúng ta đã biết, sản phẩm dinh dưỡng thì môi trường sản xuất nó phải cực kỳ sạch thì mới mang lại tính ổn định của sản phẩm lâu dài. Đó là cái bí quyết sản xuất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý bà con nhiều, và chúc chúng ta sử dụng được sản phẩm mang lại hiệu quả với giá thành tối ưu nhất.